Một con người rồi đó. Ăn đủ có thức ăn. Đi sao lại toàn sướng này? Mày mua về cho cháu ăn à? Tao không mua cái này đâu. Tại bà chủ quán mà. Anh cho 5.000 cơm đấy. Rồi cơm này anh đợi, xương này anh đợi từ sáng đấy. Đây. Chó này là thích ăn cái này lắm đấy, xương ấy. Đấy cho, không anh không lấy tiền đâu, nhớ 5.000 tiền cơm thôi. Về nhá. Không sao, tao không tách mày đâu. Nhưng mà... Mày xin tiền tay cái này! Làm cái đéo gì ấy? Tiếp! Đây này! Đang cơm mà ăn này, nãy tao vừa xin được của bà chú đấy. Đang cơm không này á? Thế thôi! Còn gì nữa? Cái cơm không này thì ăn làm sao được. À, tao có 2 quả trứng. Đây này. Nãy xin bà chú đấy. Ra này. Ngon. Đi bố mày chơi game. Thế đi. Ăn cơm. Đức ơi! Đức ơi! Đang làm gì đây? Đức ơi! Đức ơi! Có gì đây? Có gió ăn không? Xí đi! Gió ăn được! Con! Đợi tí nhất! Đây! Chú đây! À. Sao hai đứa mày chủ gì mà tốn đấy? Tớ có lại thân nhau à? Chú lại! Anh nhìn thấy cái chú thôi! Đỡ! Ngon, có rồi ăn rồi. Cái mặt cơm đi. Tao không đủ tâm trạng để mà ra cơm đâu. Là sao? Anh Tiêu, anh Tiêu của tao theo đuổi. Ừ. Anh nghĩ tao bị BD. Thôi cái này vừa làm đéo gì, cút ra tao đang cơm này. Có cái đái đây. Đánh sao? Được sao? À! Nãy còn tí rồi. Thôi bây giờ ăn cơm mới vừng được. Tại cơm trắng mới vừng. Giờ có gà mà ăn thì tốt. Có. Tao có cách. Cách gì?
ăn 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 đi mày, hứng mất à? Ôi ngon ơi, nhanh nhanh chụp món làm là làm mà xong rồi mày. Ui ui tự nhiên lại giặt hết mà hôm nay trời mưa. Chiều nay lại phải đi có việc quan trọng. Có đâu? Tao có quần này sẽ giặt đấy. Nhưng mà nó còn khô. Rồi chứ bạn đi vào lấy đi. Cũng được. Mày lại đâu ấy? Tây cơ mà. Quần toàn giấu lâu. Thôi chết mẹ rồi. Cái gì đấy? Nước cốt rồi. Bắn hại này. Đưa đây tôi không chứ nào. Đúng là quần này một tuần. Cứng nữa ăn ăn. Cũng để lên một kỳ mà. Tao thấy bốc mùi đấy. Gần bằng mùi của tao. Mùi của mày cũng kinh quá. Tắm đi nhá. Đấy, xong rồi. Cái này, cái này. Đấy. Đấy, lên này ơi. Đấy, đấy, đấy. Đấy. Đấy, đấy, đấy. Đấy, 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 đấy. Ê ơi. Ơi. Đồ biến thái. Hôm nay là buổi học đầu tiên của năm mới nha. Năm mới thì người ta làm việc ít thôi. Người nông dân chỉ ra đồng cuốc 2-3 cuốc là đi về. Người công nhân thì cũng chỉ làm 2-3 phần việc thì đi về thôi. Cho nên là hôm nay